Bạch hòa thượng, vậy con còn vướng bận việc gia đình, chưa thể tu đến nơi đến chốn. Bỏ thân kiếp này, kiếp sau có nhớ đường quay về không? Nếu tu đúng theo chánh pháp, được gieo chánh nhân thì chánh quả sẽ đến, chẳng kể tại gia xuất gia. Trong lịch sử Thiền Tông, người tại gia kiến tánh rất nhiều, nhà vua, thừa tướng, người tay bưng vai gánh, vân vân. Kiến tánh rồi công việc vẫn y như cũ, nhà vua vẫn làm vua, thừa tướng vẫn là thừa tướng. Bạch hòa thượng, đốt giấy tiền vàng bạc để cầu siêu cho người quá cố có lợi ích gì? Đốt những thứ ấy cho người quá cố là hại cho người ấy. Tại sao? Vì mục đích cầu siêu là muốn người quá cố được lên chứ chẳng phải là đọa. Nếu được đầu thai lên cõi người hay cõi trời thì đâu cần mấy thứ đó. Bạch hòa thượng, hai thời công phu Nhật Tụng do ai soạn ra để làm gì? Hai thời công phu là do Pháp sư Đạo An đời nhà Tấn lập ra. Ngài là một vị cao tăng. Pháp sư Huệ Diễn, sơ tổ tông Tịnh Độ, là đệ tử của Ngài. Do Ngài thấy người xuất gia lúc bấy giờ dù mang danh nghĩa tu sĩ mà không có sự tu tập, nên lập ra và quy định đại chúng phải tu theo thời khóa. Mỗi thời tụng kinh trong 2 giờ đồng hồ. Tụng kinh là để tu chứ chẳng phải tụng cho Phật nghe. Do đó tất cả chúng trong chùa phải tham gia. Ngài Đế Nhàn có mở lớp Phật học, tất cả tăng sinh đều phải tụ tập để tu. Tu như thế nào? Ấy là tùy duyên quán tưởng, vừa tụng vừa quán, nên phải đúng 2 tiếng đồng hồ. Thời nay đa số là tụng cho Phật nghe, chỉ 40 phút là xong. Thật ra kinh là do Phật dạy cho chúng ta tu, chứ đâu cần tụng lại cho Phật nghe. Lại nữa, nhiều người đem áp dụng trong việc cầu an cầu siêu, lợi dụng kinh Nhật Tụng làm việc khác chứ chẳng phải tu. Ấy là sái với mục đích của Pháp sư Đạo An. Bạch hòa thượng, vậy thì đối với chú Lăng Nghiêm, chúng con chẳng biết gì thì làm sao quán? Mục đích của câu chú là muốn chúng ta không biết, vì sự biết hay khiến tâm tán loạn, cho nên câu chú là không giải thích. Lúc tụng vì không biết nên có thể lắng tâm lại, cũng như pháp tham tổ sư thiền là dùng cái không biết để chấm dứt tất cả biết, chứ chẳng phải để hiểu, hiểu là sai lầm. Bạch hòa thượng, thế nào là trong khi tụng kinh có tự lực cũng có tha lực? Tha lực là thầy bổn sư nuôi dạy mình, bạn đồng tu khuyến khích nhau, đàn đa tính thí cúng dường mọi thứ cho mình để tu, ấy là tha lực. Tự lực là nhân, tha lực là duyên, nhân duyên hòa hợp mới thành. Bạch hòa thượng, mỗi lần tụng kinh chúng con đều hướng về tượng Phật mà lạy. Nếu nói như hòa thượng thì chúng con không cần lạy tượng Phật, phải không? Không phải. Về vấn đề lạy Phật, trong Thiền Tông có 2 câu chuyện như sau. Có một sa di kia chấp rằng tượng Phật là gỗ, đất, không cần lạy. Ngài Bá Quỳnh muốn phá chấp của sa di nên thành kính lạy Phật. Sa di nói: tượng Phật là gỗ mà, lại làm chi? Ngài cho một bạt tai. Sa di kia sau đó trở thành nhà vua. Còn đệ tử của Quỳnh Bá là thiền sư Lâm Tế, muốn phá chấp nhất định phải lạy Phật của viện chủ. Khi ngài Lâm Tế đến, viện chủ hỏi: lạy Phật trước hay lạy tổ trước? Phật cũng chẳng lạy, tổ cũng chẳng lạy, cho nên lạy Phật cũng là phá chấp, không lạy Phật cũng là phá chấp, ý vốn chẳng khác. Bạch hòa thượng, bổn lai vốn thanh tịnh, lý do nào trở thành chúng sanh? Bởi do bệnh chấp thật nên trở thành chúng sanh. Bạch hòa thượng, thế nào là vô tình thuyết pháp, hữu tình nghe? Ai đã từng nghe vô tình thuyết pháp? Chính người hỏi có nghe qua chưa? Bạch hòa thượng, thế nào là nghi tình? Nghi là nghi cái gì? Nghi tình không biết là cái gì mới gọi là nghi tình. Nếu biết nghi cái gì thì đâu phải là nghi tình. Bạch hòa thượng, nếu nghi không được thì có được cái gì đâu? Thì đâu có được cái gì. Cuối cùng tu đến kiến tánh thành Phật
mới biết chẳng có Phật để thành. Vô tu vô chứng có đắc cái gì đâu? Do ông muốn đắc nên có câu hỏi này. Bạch Hòa Thượng, tiểu nghi tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ là ngộ cái gì? Đã nói chẳng phải ngộ cái gì. Nếu có cái gì để ngộ thì chẳng phải rồi. Bạch Hòa Thượng, thế thì nói chữ ngộ để làm chi? Ông ăn cơm để làm gì? Mặc áo để làm gì? Hãy trả lời đi. Bạch Hòa Thượng, trả lời không được, khó trả lời lắm. Ông hỏi đại ngộ là ngộ cái gì? Nay tôi kể qua câu chuyện về đại ngộ. Ở trong thiền hội, trụ trì thường là người đã kiến tánh. Vào một đêm khuya, một vị tăng hô to: ta đã ngộ rồi, ta đã ngộ rồi. Sáng ra trụ trì thăng tòa hỏi: đêm hôm vị nào la lớn rằng đã đại ngộ, hãy bước ra đây. Vị tăng bước ra đảnh lễ. Ngài hỏi: ông đã đại ngộ thấy gì? Đáp: sư cô vốn là người nữ. Ngài trụ trì mỉm cười, gật đầu ấn khả. Theo sự hiểu biết của quý vị, sư cô vốn là người nữ, chuyện đó ai mà chẳng biết. Tại sao ngài trụ trì lại ấn khả cho sự ngộ? Lại nữa, ở thiền hội của ngài Đại Huệ có thiền sư Khiêm tham 20 năm chẳng thấy gì, nhưng ngài biết công phu của thiền sư sắp chín mùi, nên sai thiền sư đến kinh thành đưa thư cho Ngụy Quốc Công, một cư sĩ có chức vị công tước đã kiến tánh. Thiền sư nghĩ: tôi tham thiền 20 năm, ngày đêm công phu chẳng gián đoạn mà chưa thấy gì, nay lại phải đi đưa thư, thật là chướng ngại. Mặc dù trong lòng không muốn đi nhưng chẳng dám nói. Thiền sư Di Quang là bạn đồng tham, cũng là người kiến tánh, biết nhân duyên của thiền sư Khiêm sắp kiến tánh nên phát tâm cùng đi để hỗ trợ. Dọc đường thiền sư Di Quang nói: tất cả việc trong suốt lộ trình tôi đều giúp ông được, duy chỉ có năm việc là tôi chẳng giúp được. Năm việc gì? Ăn cơm, mặc áo, tiêu tiểu và kéo tử thi đi trên đường. Ngài nghe xong liền ngộ, nên thiền sư Di Quang để cho ngài một mình đi tiếp, đến kinh thành gặp Ngụy Quốc Công và giao thư. Bà mẹ của Ngụy Quốc Công suốt ngày ăn chay, tụng kinh, niệm Phật. Ông muốn khuyên mẹ bỏ pháp môn niệm Phật, chuyển qua tham thiền để sớm được giải thoát, nhưng bà mẹ không nghe. Ông nhờ thiền sư ở lại để độ cho người mẹ. Do có nhân duyên với bà nên bà vâng lời, tu không bao lâu cũng được ngộ. Đó, câu chuyện đại ngộ tôi kể ra mà có biết gì đâu. Việc này phải tự mình ngộ, chứ chẳng thể dùng sự suy nghĩ đoán mò được. Bạch Hòa Thượng, nói đến Phật Pháp là Phật có trước hay Pháp có trước? Nếu nói Pháp có trước, ấy là do Phật nào thuyết? Nếu nói Phật có trước thì nương nơi Pháp nào được thành tựu? Tại người hỏi bệnh chấp quá nặng. Đức Phật đã nói vô thủy vô sanh, thì làm sao Phật bắt đầu trước hay Pháp bắt đầu trước? Ấy đã nghịch với Phật Pháp rồi. Đã chẳng có sự sanh khởi thì làm sao có sự bắt đầu? Bất cứ cái gì, con gà cũng không thể bắt đầu trước, trứng gà cũng không thể bắt đầu trước, chứ chẳng phải chỉ có Phật Pháp. Nên người chứng quả gọi là ngộ pháp vô sanh. Đã ngộ pháp vô sanh thì làm sao có thể truy cứu sự bắt đầu? Bạch Hòa Thượng, nghi lễ tổ sư thiền đối với người lâm chung như thế nào? Về nghi lễ cho người lâm chung bên tịnh độ là tụng kinh niệm Phật để được giảng sanh. Nay tôi kể một câu chuyện về nghi lễ của tổ sư thiền được ghi trong Truyền Đăng Lục. Thiền tông Trung Quốc chia làm năm phái: Lâm Tế, Tào Động, Pháp Nhãn, Dân Môn và Quy Ngưỡng. Trong đó phái Lâm Tế hưng thịnh nhất và tiết ra hai phái xuất sắc, ấy là Huỳnh Long và Dương Kỳ. Câu chuyện này xảy ra ở phái Huỳnh Long. Khi thiền sư Hối Đường Tịch đem đi quả táng, lúc đầu mời vị trưởng lão ra làm lễ cử quả, nhưng đốt không cháy,
sao mời các vị khác cũng đốt không cháy. Cuối cùng mời đệ tử ruột của ngài là thiền sư Tử Tâm ra cử quả. Đáng lẽ đệ tử không được cử quả cho thầy, nhưng vì người khác không hữu hiệu nên phải chọn thiền sư. Trước khi thiêu, thiền sư nói ra bốn câu kệ: xưa nay tai họa liên lụy tôi, tội ác tày trời đáng tru di. Hiện nay hai chân duỗi thẳng rồi, chẳng làm con trâu thì làm lừa. Thiêu. Nói xong là cháy liền. Thời xưa khi phạm trọng tội, vua ban tru di tam tộc, tức ba đời cha mẹ, con và cháu. Những người có liên quan đều chém hết. Còn tru di cửu tộc thì gồm những ai có liên hệ đến bốn đời trên và bốn đời dưới của người phạm tội là chém hết. Theo người thường thì nói vậy đâu được, phải không? Bạch Hòa Thượng, nhất niệm vô minh có tương ứng với chủng tử hiện hành không? Nhất niệm vô minh tức là chủng tử. Nổi một niệm ác, một niệm thiện đều là chủng tử. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta, từ niệm này qua niệm khác, ngày đêm chẳng ngừng, đều sống trong nhất niệm vô minh. Dẫu cho ngủ mê cũng vậy. Cho nên khi ngủ thì nhất niệm vô minh tạo ra nhắm mắt chiêm bao, lúc thức tạo ra mở mắt chiêm bao. Chẳng những lúc sống chẳng ngừng, lúc chết cũng chẳng ngừng, đến khi nào kiến tánh triệt để mới thôi. Con người có tám thức: tiền ngũ thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Thức thứ sáu là ý thức. Thức thứ bảy, mạc na thức. Thức thứ tám, tạng thức. Sáu thức trước do ý thức lãnh đạo, thấy nổi niệm thiện thì có chủng tử thiện, được thức thứ bảy đưa vào tạng thức. Nổi một niệm ác cũng được thức thứ bảy chuyển vào tạng thức. Tạng thức chứa chủng tử thiện, ác, vô ký. Khi nhân duyên chín mùi, lại được thức thứ bảy chuyển ra ngoài, giao ý thức lãnh đạo tiền ngũ thức khi hành, gọi là chủng tử hiện hành. Hòa thượng giải thích về tám thức lượt qua. Bạch Hòa Thượng, giờ tham thoại đầu quét sạch tập khí, như vậy A Lại Gia thức chuyển thành Bạch Tịnh thức, phải không? Đến đây Bạch Tịnh thức tương ưng với thoại đầu chưa? A Lại Gia là tàng thức, chỉ là cái kho thôi. Bạch Tịnh thức là chưa có thiện ác nào, nay đã có chủng tử thiện ác, chứ ở kho thì không phải. Bạch Hòa Thượng, đến đây Bạch Tịnh thức có tương ưng với đầu xào trăm thước không? Tịnh là trong sạch, chẳng ô nhiễm. Gọi Bạch Tịnh thức là chưa có nghiệp nhân nào, chẳng có chủng tử thiện ác hay vô ký, tất cả chủng tử đều không có. Cái đó là sau khi kiến tánh, tập khí phiền não đều hết sạch. Bây giờ trong A Lại Gia thức của mình chứa đủ thứ chủng tử nên chẳng phải. Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng nói tụng kinh chẳng thể siêu thoát, lại nói bốn người cư sĩ cũng là tăng, và vấn đề tự quy y Tam Bảo, người Phật tử quy y Phật, Pháp, Tăng ở chỗ nào? Con thấy người thế gian vẫn còn bận bịu gia quyến sự nghiệp, làm sao tu bằng người xuất gia? Nói đến vấn đề tự quy y, quý vị tụng kinh có câu quy y Đại Thừa thường trụ Tam Bảo: tượng Phật thay cho Phật Bảo, kinh sách thay cho Pháp Bảo, tăng ni thay cho Tăng Bảo. Nhờ sự giáo hóa của thường trụ Tam Bảo, tu hành đúng theo chánh pháp mới ngộ được tự tánh Tam Bảo. Tự tánh mình cũng đầy đủ Tam Bảo, nên ngài Lục Tổ nói: tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Về vấn đề tụng kinh, kinh là lời Phật dạy cho chúng ta tu. Giáo môn tụng kinh là để nghe Phật thuyết pháp, tùy kinh quán tưởng, theo pháp đó tu hành. Chứ kinh sách chẳng có công năng độ người sống, cũng chẳng có công năng độ người chết. Nếu có công năng đó thì ai tụng cũng độ người được. Chỉ cần biết mặt chữ là biết tụng kinh rồi. Hành giả nghe kinh rồi phải thực hành theo mới đạt đến kết quả. Nếu chỉ nghe kinh mà không thực hành, lại cho là trong kinh có công năng đặc biệt, hễ nghe là khiến xóa tội được phước, như vậy là xóa bỏ nhân quả, khỏi cần tu, phải không? Bạch Hòa Thượng, tất cả pháp đều quy về một
để đưa chúng con đi về chỗ giải thoát, phải không? Phải. Một là một tâm, nói chung là tâm, vạn pháp duy tâm. Phàm tất cả kinh Phật đều hiển bày tâm này, chư tổ cũng là hiển bày tâm này. Con người mỗi mỗi đều có cái tâm, tất cả năng lượng xuất phát từ tâm. Ngài Lục Tổ trong kinh Pháp Bảo Đàn nói thẳng ra, chẳng phải gió đồng, chẳng phải phướng đồng, là tâm của ông đồng. Do sức của tâm nên gió mới đồng, phướng mới đồng, nên nói nhất thiết duy tâm tạo. Hàng tu sĩ đáng lẽ là người hoằn phạm tam giới. Hoằn là hoằn hóa chánh pháp, phạm là mô phạm, tức là mô phạm cho tam giới. Tam giới gồm dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cõi người là dục giới, cõi trời có 6 lớp thuộc dục giới, 18 lớp thuộc sắc giới, 4 lớp thuộc vô sắc giới. Tổng cộng 28 lớp đều nhờ con người làm mô phạm, nhờ con người hoằng dương chánh pháp. Tất cả người xuất gia đều có bổn phận hoằng pháp lợi sanh, làm mô phạm cho tam giới, phải theo lời Phật dạy, phải tin ở sức của tâm. Nhưng ngày nay chẳng những không nghe lời Phật dạy, cũng chẳng tin sức của tâm, mà lại nhìn nhận sức của lục trần, ấy là nghịch với kinh Phật. Kinh Kim Cang nói, nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, là người hành tà đạo, chẳng được thấy Như Lai. Bây giờ chấp sắc tướng cho là có công năng, chấp âm thanh cho là có công năng, mà chẳng biết công năng ở nơi tự tâm, do tâm của người tụng mới có công năng đó. Nếu nói công năng ở nơi âm thanh thì tụng cây chổi cũng có công năng vậy. Lại nữa, người đời thường cho là tụng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thì được tai qua nạn khỏi, được Bồ Tát đến cứu, còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật sẽ được giảng sanh. Kỳ thật chẳng phải vậy. Nay tôi kể một câu chuyện. Đời nhà Minh Trung Quốc có dân làng tạo phản. Vua sai tướng lãnh binh dẹp loạn, dọc đường bắt được 40 người, định giải về doanh trại xử chém. Trên đường giải về, đi ngang qua một ngôi chùa và nghỉ chân tại đó. Trong số 40 người, có hai người thấy một vị sư đang kinh hành, hoài nghi trang nghiêm, bèn xin đại sư cứu mạng. Sư nói, tôi chẳng có sức cứu các anh, nhưng tôi dạy các anh một cách tự cứu. Ngay từ bây giờ hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi. Chưa nói dứt lời thì đoàn người phải lên đường đi ngay. Hai người kia xưa nay chưa từng niệm Phật, chỉ nghe người ta thường nói hai chữ mô Phật, bèn trong tâm niệm mô Phật cho đến khi giải về trại lính. Vị tướng cũng chẳng thèm xét hỏi, hạ lệnh chém hết. Khi hành quyết hết 38 người, còn lại hai người kia, thình lình tướng kêu lên hỏi, tại sao các người dám làm phản? Hai người liền kêu quan rằng, chúng tôi là dân thường vào rừng đốn củi, chứ có tạo phản đâu. Tướng nghe vậy cho thả về. Cho nên hãy niệm đến nhất tâm thì sức dụng hiện ra, là tự tâm tự cứu, chẳng phải hai tiếng mô Phật kia cứu. Bạch Hòa Thượng, con là người xuất gia, được nhiều thí chủ cúng dường, con xài không hết, thấy cha mẹ túng thiếu nên đem tiền của thí chủ cho cha mẹ, vậy có nhân quả gì? Thì chính mình và cha mẹ phải trả nợ thí chủ, ấy là hại cho cha mẹ. Đem tiền cúng dường của mười phương cho cha mẹ mình, sao không đem cho cha mẹ của người khác? Sao không đem cho những người cần hơn? Hễ cha mẹ thọ nhận tiền của cúng dường phải trả nợ, ăn cục thịt trả nợ cục thịt, giết một mạng trả một mạng, thiếu đồng xu trả đồng xu. Nhưng người tu sĩ đó phải trả nhiều hơn. Tại sao? Vì thí chủ cúng dường trong Phật pháp, một đồng có thể được quả báo mấy mươi đồng, cũng như gieo một hạt lúa có thể sanh nhiều hạt lúa, nên tu sĩ nhận một phải trả mấy mươi mấy trăm, còn cha mẹ chỉ nhận một trả một mà thôi. Bạch Hòa Thượng, trong luật tỳ ni dạy Phật chế giới luật, tỳ kheo phải học giới luật xong sau đó mới thính giáo tham thiền. Như vậy có những người mới xuất gia chưa học qua giới luật mà học pháp tham thiền, có sái với giới luật không?
đã thọ giới, hễ có phạm thì phải chịu tội phá giới. Ví như phạm giới Ba La Di phải chịu tội địa ngục 9 triệu năm, phạm giới Đồ Kiết La phải chịu tội địa ngục mấy trăm ngàn năm. Nếu qua sự sám hối thì tội phá giới được miễn, ấy tùy thuộc phạm giới hay phá giới. Trong giới luật có khai giá trị phạm. Người học giới luật, nhất là tỳ kheo, phải thông suốt hai bộ luật tỳ kheo và tỳ kheo ni, và phải biết thế nào là khai giá trị phạm. Nếu không thì làm sao dạy tỳ kheo ni? Những người thọ giới mà không biết giới, không phạm giới thì đâu bị tội phạm giới. Những người đã học giới lại phạm giới thì phải chịu tội phá giới, ấy là tùy thuộc theo trì và phạm. Sự truyền giới ở Trung Quốc phải trải qua 53 ngày, vì trong giới có 100 điều sau cùng thuộc giới oai nghi. 100 điều này mặc dù gọi là giá giới, chẳng có tội nhân quả, nhưng hễ phạm là mắc tội phá giới. Cho nên khi đi thọ giới phải học từng điều một. Như tôi đi thọ giới tỳ kheo phải học ngày đêm về 4 Ba La Di, 13 Tăng Đàn, vân vân. Rồi phải học oai nghi cho đúng. Giới luật oai nghi đều qua sự học và được giảng dạy rất kỹ. Lại nữa, theo quy định, thọ giới xong phải vào học giới đàn, thực tập 3 năm, chứ chẳng phải như ở đây chỉ học trong 3 ngày hoặc 1 tuần. Nay tự mình có học qua cũng còn không biết, lại đi chỉ trích người không có học. Tôi từng hỏi mấy vị đã học giới luật, nhiều người luôn cả giới luật của tỳ kheo còn chưa biết, làm sao dạy tỳ kheo ni? Cho dù đã học qua, nếu không nắm rõ khai, giá, trì, phạm thì làm sao xử? Thế nào là có phạm, thế nào là không phạm? Ấy là việc di tế. Tất cả pháp đều do tâm, hễ tâm thông suốt thì kinh cũng thông suốt, giới cũng thông suốt, tất cả đều thông suốt. Chứ đừng có chỉ trích tổ sư thiền, chớ đem sự hiểu biết ít ỏi của mình đi phê bình cái này cái kia. Hễ biết đến đâu thì thực hành đến đó vậy. Bạch Hòa Thượng, con thấy hiện nay một số người học pháp tổ sư thiền chưa biết gì, rồi đi mở đạo tràng truyền bá pháp môn này, những người đó có tội không? Tất nhiên có. Ấy là lỗi của cá nhân, chứ không được đổ lỗi cho pháp. Vì pháp này là do Phật Thích Ca truyền lại, pháp là pháp. Ví như đi thọ giới, học giới, phạm giới, rồi đổ thừa tại giới đó, ấy là do người phạm không chịu thực hành theo giới, chứ đâu thể đổ thừa giới luật, phải không? Ví như có một ông tú tài kia phạm lỗi, rồi đem chỉ trích nhà nho. Một tỳ kheo phạm lỗi, đâu phải lỗi của tất cả tỳ kheo. Một tín đồ Phật giáo làm sai mà chỉ trích Phật giáo là sai, vậy có được không? Ngày 16 tháng 6 năm 1996, khai thị tăng ni sinh lớp sơ đẳng và cao đẳng trường cơ bản Phật học Đại Tòng Lâm, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tất cả tăng ni sinh lớp cơ bản và cao đẳng học chung là chú trọng cái mà đúng với nghĩa chữ Phật, ấy là giác ngộ. Này đem giáo lý và pháp tu dung hợp lại, gọi là Phật học, Phật pháp. Thế nào là Phật pháp, thế nào là Phật học? Phương pháp giác ngộ gọi là Phật pháp, học pháp giác ngộ gọi là Phật học. Đối với pháp giác ngộ, theo giáo môn là từ giáo lý vào, thiền tam thừa cũng từ giáo lý vào. Chỉ có thiền tối thượng thừa gọi là pháp thiền trực tiếp, khỏi qua giáo lý, nhưng cũng chẳng trái ngược với giáo lý. Tất cả Phật pháp đều hiển bày cái tâm. Nay tôi giới thiệu quý vị xem bài Duy Tâm Quyết của Ngài Vĩnh Minh trong cuốn Góp Nhặt Lời Phật Tổ và Thánh Hiền. Theo quý vị biết, Ngài Vĩnh Minh là tổ sư bên Tịnh Độ, kỳ thật cũng là tổ thứ hai phái Pháp Nhãn bên Thiền Tông. Cho nên đối với bài Duy Tâm Quyết, nếu đọc đi đọc lại nhiều lần có thể đưa đến giải ngộ nếu theo giáo lý vào, hoặc chứng ngộ nếu theo pháp thiền. Chữ quyết thường chỉ về bí quyết, nhưng sự thật chẳng phải bí mật. Nay chưa ngộ được là bí mật, ngộ rồi là hết bí mật. Quý vị là tăng ni sinh của trường,
phải học giáo lý. Nếu từ chỗ giáo lý vào, sẽ giải ngộ được căn bản của Phật Pháp, chứ không cần học thuộc lòng. Phật Pháp cần sự giác ngộ. Nếu đã ngộ được căn bản của Phật Pháp thì khỏi cần ghi nhớ. Người ta hỏi đến đâu, tự nhiên trả lời đến đó. Tôi cũng chỉ là giải ngộ thôi, nhưng ngộ được căn bản, nguồn gốc của Phật Pháp, nên tôi muốn chỉ cho quý vị cũng được ngộ. Dù chỉ là giải ngộ, chưa phải chứng ngộ. Giải ngộ một cái hơn sự học 3 năm. Lại nữa, sự học cực hơn sự ngộ. Hễ ngộ được căn bản rồi thì bất cứ kinh điển, giáo lý, giới luật đều thông suốt, vì tất cả đều chẳng ở ngoài tâm. Bạch Hòa Thượng, trong giới luật phần thập cứu nghĩa điều thứ 8 về lợi ích người thọ giới có nói đoạn hiện tại hữu lậu, và điều thứ 9 nói đoạn vị lai hữu lậu. Như vậy hiện tại đã dứt thì vị lai đâu có nữa, tại sao phải đưa ra thập cứu nghĩa như thế? Thầy đã hiểu nghĩa chữ lậu chưa? Dạ, chữ lậu có nghĩa là rỉ, dột. Đúng. Ví như cái bình bị chảy, cứ rót nước vào mà chẳng thể đầy được. Tập khí con người cũng gọi là lậu. Đức Phật dạy chúng ta phải dứt sạch cái lậu đó. Muốn dứt phải có phương pháp, ấy là thiền. Nay học giáo lý biết được sự hữu lậu, vậy làm sao cho nó không còn rỉ chảy? Phải ngăn bít lại cái lỗ đó. Bằng cách nào? Việc ấy phải thực hành mới được. Tức là học giáo lý chỉ biết được lý luận về hữu lậu, nhưng muốn cho ngừng chảy phải có phương pháp khiến ngăn ngừa. Nên điều thứ 8 gọi là đoạn dứt hữu lậu. Trong kinh Lăng Nghiêm có tam tiệm thứ là 3 cách để dứt hữu lậu trước mắt. Thứ nhất là dứt các trợ nhân. Ví dụ hạt lúa, muốn cho nảy mầm sinh trưởng phải có trợ nhân như tưới nước, trừ sâu, vân vân. Nên điều thứ nhất phải ngưng dùng ngũ tân. Thứ hai là nạo sạch chánh tánh. Chánh tánh là tánh dâm dục, vì tất cả sinh mạng phải nhờ tánh dâm dục mới được sanh khởi, nên đó là chánh tánh tạo ra tất cả sinh mạng. Tại sao phải nạo sạch? Như thùng đựng phẩn quá thối, mặc dù đổ sạch, rửa sạch, nhưng đã thấm mùi vào thùng cây, phải nạo mới sạch. Thứ ba là xoay ngược thiện nghiệp, tức trái ngược lại thiện nghiệp của mình. Theo tập khí chúng ta, hễ thấy đẹp thì ham, thấy xấu thì chê. Nay hễ có ham thích thì trở ngược lại không ham thích. Hễ nổi ý muốn chê liền trở ngược lại không chê. Tập dần dần để đoạn dứt hữu lậu trước mắt. Còn hữu lậu vị lai thì chưa sanh khởi. Nói tóm lại, hữu lậu hiện tại là tập khí phiền não của phàm phu, còn hữu lậu vị lai là tập khí phiền não của suốt thế gian. Khi tu đến chứng quả rồi phải dứt tập khí phiền não đó. Hiện nay thì chưa, nên gọi vị lai hữu lậu.